Vec3 chính thức ra mắt 6 phiên bản đặc biệt 2018 gồm Primavera Jazz Club 125cc, Sprint Carbon 125cc, Primavera 50 năm, Sprint Note 125cc, GTS Note 150 và GTS Note 300cc. Phiên bản đặc biệt Note gồm có 3 mẫu là Vec3 Sprint Note 125, GTS Note 150 và GTS Note 300cc. Note trong tiếng Italy có nghĩa là bóng đêm. Ba mẫu xe mới sở hữu màu sơn đen tuyền đặc trưng kết hợp cùng một vài chi tiết đen bóng như kính chiếu hậu, ốp đèn pha, vành xe cũng được sơn đen. Trên mỗi phiên bản, logo Note được gắn nổi bật trên cốp phía trước. Vespa Sprint Note 125 có giá 78,5 triệu đồng, trong khi đó Vespa GTS Note 150cc có giá 115 triệu đồng và bản GTS Note 300 có giá 129 triệu đồng. Được ra mắt nhân kỷ niệm 50 năm dòng xe Primavera, Vespa Primavera 50 năm nổi bật với hai màu mới là xanh nhạt và nâu nhám. Mâm xe 5 chấu kích thước 12 inch màu xám, xe có giá bán 77,5 triệu đồng. Trong khi đó, mẫu Vespa Primavera Jazz Club có giá 77,5 triệu đồng. Yên xe màu xanh, logo Jazz Club cũng xuất hiện trên cốp phía trước, xe trang bị động cơ 125cc. Phiên bản đặc biệt Vespa Sprint Carbon 125cc sở hữu thân thép nguyên khối màu đen bóng, tem màu đỏ nhấn mạnh tính thể thao. Mẫu xe này có giá 76,5 triệu đồng. Tất cả các dòng xe Vespa đều được trang bị phanh ABS, khóa từ chống trộm, hệ thống đèn LED, USB sạc điện thoại và cốp xe khá rộng rãi. Sự xuất hiện của làn Vespa mới hứa hẹn hâm nóng phân khúc loại xe ga cao cấp tại Việt Nam, vốn đang chiếm ưu thế bởi Honda SH. Phiên bản đặc biệt cao cấp nhất của Vespa GTS Note có giá 129 triệu đồng, trong khi đó đối thủ Honda SH300i có giá lên tới 269 triệu đồng, đôi mẫu xe Vespa GTS Note. Vespa GTS Note 150 sẽ cạnh tranh với Honda SH150i hiện có giá bán 100 triệu đồng.